Kính chào quý vị khán giả và bà con ngư dân. Trên nền khối khí lạnh cũ chưa yếu đi thì trong đêm nay và ngày mai lại có thêm một sóng lạnh nữa tràn xuống nước ta. Dưới tác động của sóng lạnh mới thì ở khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh lên mức cấp 7, giật cấp 9. Độ cao sóng biển tiếp tục duy trì ở mức là từ 4 đến 6 mét, tình trạng biển động mạnh còn kéo dài. Đối với khu vực phía nam của Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, cũng chịu tác động của đợt tăng cường của không khí lạnh. Nên trong đêm nay và ngày mai, gió Đông Bắc sẽ đồng loạt mạnh lên mức cấp 6. Phần phía tây của khu vực có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng cao từ 4 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Dự báo xa hơn, vào khoảng ngày 24 tháng 12 sẽ lại có thêm một sóng lạnh mới bổ sung, đồng nghĩa với tình trạng biển động, sóng cao trên tất cả các khu vực Bắc, giữa và nam của Biển Đông cũng như vùng biển huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ còn duy trì đến hết năm 2022. Bà con cần lưu ý để có kế hoạch ra khơi an toàn. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, khối khí lạnh tăng cường cũng tác động mạnh đến khu vực Vịnh Bắc Bộ. Chiều nay ở Vịnh Bắc Bộ thì có gió Đông Bắc ở mức cấp 4, cấp 5, thì đến gần sáng và ngày mai sẽ tăng lên mức cấp 6 và sóng biển sẽ tăng nhanh lên mức là từ 2 đến 3 mét, biển động trở lại. Vì vậy mà việc khai thác ngư trường trên khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ lại gặp nhiều trở ngại. Việc lưu thông hàng hải trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra đến đảo Bạch Long Vĩ cũng sẽ bị gián đoạn. Cũng tương tự như Vịnh Bắc Bộ, trên khu vực biển miền Trung liên tục duy trì gió mạnh đã nhiều ngày nay. Khi có không khí lạnh tăng cường thì gió Đông Bắc sẽ lại mạnh lên mức là cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển trên toàn bộ khu vực biển Trung Bộ sẽ luôn ở mức cao là từ 3,5 đến 4,5 mét. Việc lưu thông trên tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra đến huyện đảo Lý Sơn sẽ còn bị gián đoạn thêm nhiều ngày nữa. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.